bạn fan chân chính của mình ơi, hãy trả lời nhanh cái câu hỏi này nha. Đố các bạn biết tổng cộng trên kênh của mình đã quay được bao nhiêu video về Hungry Dragon rồi? Bình luận nhanh ở bên dưới đi nào. Bạn nào mà fan chân chính của mình mà không trả lời được á là mình giận các bạn luôn á. Tại vì các bạn hả, không có thể nào mà không biết được. Các bạn coi video của mình hả, mỗi ngày mà đúng không? Thì các bạn phải biết được là mình có bao nhiêu video về Hungry Dragon. Bình luận đi nhanh đi các bạn ơi. Rồi các bạn bình luận xong chưa? Mình trả lời luôn cho nó nhanh nè. Đó là mình đã quay được tổng cộng, đó là tất cả. Ở khoai đó mình nhớ coi. Như ta? À mình nhớ rồi. Đó là hả, mình đã quay được 5 video về Hungry Dragon rồi đó các bạn à. Mà tại sao ngày hôm nay mình hỏi các bạn câu hỏi này? Là vì các bạn nói với mình Hungry Dragon có bản cập nhật mới. Và ngày hôm nay mình sẽ vào trong Hungry Dragon để mua hết tất cả những con rồng mới của bản cập nhật này nha các bạn. À, và xin giới thiệu với các bạn, đây chính là con rồng ghẻ của mình. Nó ghẻ rồi các bạn ơi, đây không phải là rồng mới nha các bạn. Rồi để mình xem coi là con rồng nào mới đây. Mấy con rồng này là mình mua rồi mà. Rồng này rồng cũ nè các bạn ơi. Đây, các bạn còn nhớ mấy con rồng này không? Rồng này nó cùi bắp lắm các bạn. Để mình xem coi là con nào đây. Ui, Umbra, con này xịn nè. Ui, cái con này là rồng kết hợp với quái vật ngoài hành tinh nè các bạn. Con này rồng xương cùi bắp. Ui, rồng Helion, đây là con rồng có sức mạnh của thần thánh nè các bạn. Rồi con này là cái con dơi. À, con rồng này là hả, hình dạng của Godzilla. Zade, trời con rồng này thì phải nói là quá đẹp luôn các bạn ơi. Con rồng này mình thích, các bạn nhìn cơ thể của nó kìa. Trời ơi, nó chớp sáng đẹp ghê không. Rồi con rồng nào mới, để mình xem coi. Đừng nói con này là mới hả. Chính nó rồi các bạn. Chính con rồng này là con rồng mới nè. Ôi khoan khoan khoan, từ từ để mình bấm vô cho các bạn coi nè. Ui, các bạn nhìn nè, đây chính là con rồng mới của Hungry Dragon. Và các bạn có thể thấy hình dạng của nó không? Cái đầu của nó là bạch tuộc à. Ê, bạn nào mà coi cái bộ phim Hải tặc vùng Caribe á, Caribe á, thì các bạn sẽ biết là hả, cái nhân vật khủng con rồng này nè, giống như là cái ông thuyền trưởng, như là thuyền trưởng bạch tuộc đúng không? Giống y hệt luôn nè các bạn. Hay là các bạn coi phim Alien á, ngoài hành quái vật ngoài hành tinh á, hình như là cũng có một cái con nhân vật giống như con rồng này nè. Wow, con rồng này đẹp quá các bạn ơi. Ngầu cực kỳ luôn. Wow, khoan khoan, để coi còn con rồng nào mới không? Để mình xem coi. Ủa hết rồi hả? Cái con rồng này rồng cũ mà. Vậy là chỉ duy nhất một con rồng được cập nhật mới thôi. Mình mua rồi các bạn. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ vô mình test thử luôn cho các bạn coi như thế nào nha. Test đâu? Let's go! Robin đâu? Tới đây nào Robin. Đấy, trốn rồi ta. Hay là thấy mình mạnh quá rồi trốn rồi. Ui, con này nhìn ghê các bạn ơi. Các bạn nhìn hai cái tai của nó kìa. Nó có hai cái tai luôn các bạn. Theo như mình thấy là đây là cái con gọi là hạ rồng bạch tuộc. Là kết hợp giữa rồng châu Âu với bạch tuộc các bạn ơi. Ui, đánh mình kìa. Hả? Trời ơi, đánh có miếng máu à. Đánh đi. Đánh đi. Trời ơi, mạnh quá ha. Mạnh ghê luôn. Các bạn khi mình, các bạn nhìn cái tay của con rồng nè. Khi mình bay, các bạn nhìn tay của nó nè. Các bạn nhìn cái tay của nó kìa, nó nắm lại không? Nó nắm cái tay là gì nè các bạn, là nó đang gồng sức mạnh đó bạn. Thấy ghê chưa? Wow. Yeah. Để mình xem coi nó khè lưỡi như thế nào nha các bạn. Để mình tìm mấy con này mình ăn vô cho nó coi nó khè lưỡi như thế nào. Ăn nè, ăn dân làng nè, ăn dân làng vô. Ui, level up luôn các bạn ơi. Lên cấp nhanh tuyệt vời. Tuyệt vời, lên cấp rồi. Ừ, đúng rồi. Tí nữa mình sẽ cho nó lên cấp full luôn. Rồi sau đó mình sẽ cho các bạn thấy hình dạng gọi là VIP nhất của nó nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình để mình đi cho nó gọi là hạ khè lửa coi như thế nào. Rồi. À, lại Robin một mắt nữa. Đâu sao? À, đánh anh nè. Đánh cái nữa coi. Đánh cái nữa. Đúng rồi, đánh đi, không có mất bao nhiêu máu hết á, đừng có lo các bạn. Đấy, đánh đi. Mình nhỏ hơn cái con Robin một mắt này nhiều luôn các bạn. Đây là khổng lồ một mắt nha bạn ơi. Ui, này thì khổng lồ một mắt này. Mạnh thực sự ấy. Rồi, tới đây nào. Ui, nó mạnh quá các bạn ơi. Cái giòi của nó kìa, cái này là cái giòi của nó nha các bạn. Cái giòi bạch tuộc á, nó sẽ táp hết luôn. Ui, trời ơi. Này, tới đây. Rồi, sắp khe lửa rồi. Chà! Thì ra là nó khe lửa giống như mấy con kia thôi. Dạ, mình quên, mình chưa có set up cho nó cái tiệt chiêu khe lửa các bạn ơi. Mình phải set up cho nó cái tiệt chiêu khe lửa thì nó gọi là ngầu được. Lên trên mây luôn. Rồi mình bây giờ mình sẽ cố gắng mình chen cho nó gọi là hạ có cái hình dạng VIP nhất. Rồi sau đó mình sẽ test tiếp cho các bạn coi nha.
Và đây là những hình dạng tiến hóa của rồng bạch tuộc, tạm thời gọi là như vậy đi, tại vì bây giờ nó là như con bạch tuộc các bạn ơi. Rồi thì các bạn có thể thấy là nó có 3 hình dạng tiến hóa. Mình sẽ thử hình dạng đầu tiên của nó xem như thế nào. Wow, hình dạng đầu tiên của nó nè các bạn. Ủa gì kỳ vậy? À mình quên, mình phải mua mới được đúng không? Mình phải mua mình mới cho các bạn coi được. Mua luôn nè. Rồi, các bạn có thể thấy hình dạng gọi là tiến hóa đầu tiên của nó là một quý ông các bạn à. Một quý ông, gentleman. Wow, nhìn bộ đồ kìa. Wow, cầm cái cây dù nữa các bạn, đội nón kìa. Nhìn rất là quý ông luôn các bạn, nhìn rất là đẹp trai luôn. À, rồi, tiếp theo là hình dạng của nó. Mua 75 kim cương nha các bạn. Hình dạng, ui, hình dạng này là hình dạng cướp biển nè các bạn. Có cả một con vẹt màu đỏ ở trên vai nữa các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy hai ngang người của nó không? Nó có gọi là chớp 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 á. Cái đó là hơi thở của rồng á các bạn thấy không? Trong cái người của nó xì khói á kìa thấy không? Đấy, hơi thở rồng đó các bạn à. Nhìn nó rất là ngầu các bạn ơi. Cực kỳ ngầu luôn. Wow. Và đây là hình dạng cuối cùng của nó xem như thế nào đây. Hình dạng cuối cùng là 80 kim cương. Wow. Để xem coi hình dạng cuối cùng là cái gì đây. Lần này nó mặc áo bạn ơi. Ui, hình dạng giống người Nhật vậy. Son Goku à. Nó đang cầm cái gọi là cơm cuộn ở trên đây các bạn, cầm cái đũa. Bên một bên là cầm cái con dao, mang đôi guốc của người Nhật các bạn. Sao đuôi của nó là sushi. Hình dạng này mắc cười nè. Ủa mà sao hình dạng cuối cùng mà sao nhìn nó mắc cười ta. Được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái hình dạng cuối cùng này đó để mình test cho các bạn coi. Nhưng mà các bạn phải chọn giùm mình coi là ui, tính ra nó sở hữu cái khè này đẹp nè các bạn ơi, ngầu nè. Cái khè nào đây? Bây giờ các bạn chọn cái khè nào gọi là hạ ngầu đây, cái này cũng đẹp nè bạn. Wow, quá đẹp luôn các bạn ơi. Thôi bây giờ có lẽ là mình sẽ chọn cái nào đây? Đây cái này dành cho nó. Cái con này không phải là cái con cuối cùng mà mình chọn để mình chiến đấu nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ gọi là hạ test thử cho các bạn xem. À, mà mình cũng vừa lúc từ hồi nãy giờ á mình cày level cho nó đó bạn. Mình phát hiện ra được một vài thứ rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình cho các bạn coi nha. Wow, đẹp kìa các bạn. Nhìn kìa. Nhìn nó giống như con voi các bạn. Nhìn nó giống như là con voi không? Wow, người Nhật các bạn mặc bộ đồ Nhật các bạn ơi. Rồi, bây giờ á thì chúng ta sẽ gọi là hả đi tìm. Mình vừa mới phát hiện của cái chỗ này rất là hay. Có lẽ là chung với bản cập nhật của cái con rồng bạch tuộc này luôn. Đâu, để mình đi qua cho các bạn coi này nha. À, mấy cái chỗ này là chỗ bình thường thôi. Chỗ này hồi nãy mình chen nè. Hồi nãy mình chen chỗ này rất là nhiều con để mình chen các bạn lên level rất là nhanh. Mình chen hình như là khoảng nửa tiếng là mình lên level cuối cùng rồi. Không phải level cuối cùng mà là tiến hóa cấp độ cuối cùng cho nó. Rồi bây giờ á thì mình sẽ gọi là hả đi tới chỗ này. Đây, mình sẽ cho các bạn coi. Thật sự hả, cái bản cập nhật lần này nó sẽ có rất là nhiều điều hay chứ không riêng gì mà có một con rồng này đâu nha các bạn. Con rồng này chính là con rồng bạch tuộc đúng không? Thì ngay bây giờ mình đói. Các bạn thấy không? Đó là goblin các bạn, goblin á, gọi là goblin á. Rồi thì bây giờ mình sẽ xuống đây. Đấy, cho các bạn coi nè, là cái con rồng này nó có thể bơi. Đấy, thấy chưa? Nó có thể bơi được các bạn. Nó có thể bơi xuống đây nè. Và các bạn có thể thấy nè. Rồi, các bạn con cá sấu bí phèo các bạn không? Các bạn thấy con cá sấu bí phèo không? Đây nè, bí phèo. Bí phèo nè, ăn luôn. Cá sấu bí phèo hả? Đây. Nhìn nó mập ghê các bạn. Bí phèo nè, ăn luôn. Các bạn thấy chưa? Đấy, bây giờ á là hả, các bạn có thể nhìn là cái con này, các bạn nhìn cái ống máu của nó kìa. Nó đã được tăng cái ống máu của nó lên. Đấy, ống máu của nó đã được thêm một cái hàng xanh nữa các bạn, rất là ngầu luôn. Rồi, đó là cái đặc biệt đầu tiên nha. Nó còn có thêm vài cái đặc biệt nữa các bạn. Từ từ để mình đi tìm cái chỗ đó hồi nãy đâu ta. Đây. Đây. Đây chính là cái khu gọi là hạ dầu mỏ của cái bọn goblin. Các bạn thấy không? Đó, xuống đây là nó sẽ khè lửa mình. Các bạn thấy nha, những cái con goblin này từ từ sẽ có những cái con goblin khổng lồ. Đấy, nó khè lửa ghê không? Xuống đây rồng nhiều lắm các bạn ơi, xuống đây rồng nhiều lắm. Rồng này rồng cùi thôi, cho nên là không có làm gì được mình đâu. Các bạn thấy không, con rồng của mình nó gọi ớt bay rồi, bay nè anh hả. Rồng mình nó gọi là đây có một con Robin Robot nè các bạn không. Đánh anh nè. Đánh nhau không. Rồi tiếp tục mình sẽ đi tiếp tục cho các bạn coi. Đó, có mấy cái chỗ nè các bạn không, thấy cái đồ xoay xoay không, ở trên cái đó có mũi gai màu xanh không, độc đó các bạn. Khi mà mình đụng vô cái độc này là mình sẽ bị mất máu nha, cho nên là mình đừng có để bị đụng vô cái độc này. Rồi tiếp tục mình sẽ đi xuống dưới nữa để xem cho các bạn coi. Đấy, thấy chưa, ở dưới đây sẽ có gọi là hạ căn cứ của tụi goblin nè các bạn không, rất là nhiều luôn. Và mình đang gọi là hạ cho các bạn thấy được. Đấy, ôi
các bạn thấy bảy nè, các bạn cũng nói nè, các bạn nhìn bảy nó nè, đó thấy không, bảy nè, ôi nó đẩy chúng mình là mất máu nha bạn. Ở đây hình như là có những cái con gọi là hạ có thể bắn mình nữa các bạn. Đâu rồi, hồi nãy mình thấy có mấy con gọi là có thể bắn mình. Ây da, cắm đầu vô đó làm chi vậy? Ây da ấy, qua đây sẽ có những cái con gọi là hạ. Đâu đó mình tìm coi, mình tìm phải bằng được cho mấy con này. Rồi xuống đây, ui các bạn thấy mình mất máu nhiều không? Mấy cái gai này nè nó có độc các bạn. Đụng vô một cái là mất máu liền. Ui dồi ôi, căng thế nha. Căng thế nha, đâu rồi, à đây một con Goblin nữa nè, một con Goblin Gobot nè. Goblin nè hả, sợ chắc. Rồi, đâu rồi, ôi mình sắp khè lửa bạn ơi, mình sắp khè lửa rồi, sao mình cho các bạn thấy được. Lỡ mình gặp nó cái mình khè lửa nó ngẫm rồi sao. Đấy kêu kìa, wow. Đẹp ghê chưa, được ghê không? Quá ngầu luôn các bạn, nhìn nè. Wow. Ngầu thiệt á, ui. Rồi bây giờ mình không biết cái con đó lâu lâu mất tiêu rồi. Đừng có khè nữa, khè lâu vậy. Nó khè lâu lắm các bạn ơi, nó khè cực kỳ lâu luôn các bạn. Nó không giống như là hả mấy kia mà mình mấy con kia mà nó khè cực kỳ lâu luôn. Vậy là cuối cùng thì mình cũng đã mua được con rồng VIP nhất hiện tại bây giờ của Hungry Dragon rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ gọi là hả chuyển đổi. À, cấp này là cấp VIP nhất rồi. Nhưng mà theo mình thấy, đây các bạn có thể thấy nè, cấp VIP nhất của nó sẽ cộng thêm cho nó là Pharaoh of Gold. Pharaoh đó các bạn. Đấy là ở bên Ai Cập á. Rồi bây giờ thì cái này nó sẽ gọi là Border Up là cái gì mình không biết. Đấy, nói chung là mỗi cái hình dạng tiến hóa sẽ có gọi là tuyệt chiêu khác nhau. Chẳng hạn như cái này là Fly, cái này là Life Talker là cái gì đó, là ăn hay gì đó bạn ơi. Đấy, hình dạng bình thường không có tuyệt chiêu các bạn thấy không. Mình sẽ chọn hình dạng nào đây. Hình dạng quý ông này cũng ngầu quá. Thôi mình chọn hình dạng gọi là cướp biển đi. Đánh nhau với vua bạch tuộc cho nó ngầu. Rồi mình sẽ cho nó thêm đó là một con bé chó nè, bé bất nè, con bất các bạn. Rồi một alien. Rồi mình sẽ thêm vô những cái con bé mà gọi là ui, những con bé nào mà gọi là khủng nhất các bạn. Bé vàng này hình như là khủng hơn bé tím đúng không? Rồi mình cho một con bé tím lên, hai con bé tím luôn. Rồi, vậy là bây giờ đây mình có rất là nhiều bé nha các bạn. Bé của mình rất là nhiều đây nè. Thôi vậy được rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển cho nó coi là nó sẽ nên chọn cái thiệt chiêu nào cho nó ngầu đây. Các bạn chọn giùm mình các bạn. Tại vì bây giờ thiệt chiêu nhiều quá. Thiệt chiêu nào đây? Wow, cái này cũng đẹp nè. Cái này cũng đẹp nè. Wow, thôi mình chọn cái này đi. Rồi, vô. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái con gọi là Octody. Đó là cái con gọi là hạ vua bạch tuộc các bạn. Lên được. Let's go. Rồng bạch tuộc đấu với vua bạch tuộc, ai sẽ chiến thắng đây các bạn? Bình luận ở bên dưới đi nào. Woo! Đấy, cấp độ này mới gọi là cấp độ chưa. Cái con này không còn VIP nhất, nhưng mà nó sẽ là một cái con gọi là ngầu nhất. Đó, VIP nhất là cái con hồi nãy mình test rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng. Đấy, các bạn thấy không, cái con mà không có VIP nhất á, thì nó sẽ không có ống máu xanh, cái ống máu màu xanh ở trong á. Đó, con này không có nha các bạn. Đấy, nhưng mà không sao, mình thích con này tại vì cái con này là cái con gọi là cướp biển. Ây da, đánh đào nha, đánh đào nha, bực nha. Bực nha. Rồi mình sẽ cho cái con gọi là vua bạch tuộc này, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau mà đã không đối xử với nhau tốt mà còn vậy hả. Mình sẽ cho nó thành gọi là hả xiên que bạch tuộc. Nướng nó lên cho anh. Nướng bên này luôn, nướng cho nó đều. Đấy, vậy ăn nó mới ngon. nó nóng rồi bạn ơi, nó nóng rồi. Đánh hụt không à, đánh không có trúng mình đâu. Rồi, thì bây giờ các bạn có thể thấy là hả đây trên tay của mình đang cầm gọi là một cái thanh kiếm của cướp biển các bạn, của hải tặc á. À, đánh anh nè, đánh hụt mình cũng đánh nha. Đánh hụt cũng đánh. Ơi giời, đau thế nha. Nói chung là đánh con cái con rồng bạch tuộc này không xi nhê nha các bạn. Tại vì bây giờ con rồng bạch tuộc này á là cái con gọi là VIP nhất cũng như là mạnh nhất rồi. Cái con da đe không có tuổi với con này luôn nha. Cái con này là nó được gọi là collab với nhân rất là nhiều cái con khác. Đó, chẳng hạn như là kết hợp với gọi là thuyền trưởng bạch tuộc. À, các bạn nào mà coi cái phim mà cướp biển vùng Caribe á thì các bạn sẽ biết là cái ông gọi là thuyền trưởng bạch tuộc đó là cái ông mà gọi là sẽ trái tim của ổng sẽ không có trong người, ổng cắt trái tim rồi. Đó, trái tim gọi là cái gọi là cuối cùng để tiêu diệt ổng đó thì ổng không có giữ trong người. Đấy, ổng bỏ trong một cái hộp. Đấy, trái nè, trái hai bên luôn bạn ơi, trái hai bên luôn. Rút lại rồi, rút cái giò bạch tuộc lại rồi. Ha. Cái này. Cái này né ra, cái này thì nói chung là các bạn cứ né ra, các bạn ăn mấy cái này giùm mình. Ăn mấy cái con này nè. Mấy con mà có giống như con chuồn chuồn hay con bướm bướm gì đó. Nhìn giống chuồn chuồn hơn bạn ơi. Rồi thì các bạn sẽ được tăng máu nhiều hơn nha. Đó, con này nó sẽ tăng. Ây da! Chúng rồi. Ây da! Nhiều quá bạn ơi. Cố lên.
Đó, ui trời ơi, rồi, đúng rồi, Bạch Tuộc. Nhoi lên, nhoi cái giòi của em lên, anh sẽ cho biết. Rồi, sao không thấy được cái trái ớt nào mà bằng vàng đó ta? Trái ớt bằng vàng nó sẽ giúp cho mình gọi là hả, khè nhanh hơn bạn, khè sớm hơn dự định. Rồi, khè nè, đây, gòn rớt của anh nè, sợ chưa? Bên này luôn, cho nó trái hai bên luôn, nó mới sợ các bạn. Đấy, sợ chưa? ui giời ơi. Nó chưa sợ các bạn ơi, con này nó lì thiệt á. Cái con này phải nói là nó rất là lì các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy, các bạn thấy không, là Bạch Tuộc, đối với Bạch Tuộc mình là thuộc dạng rồng rồi chứ không phải là thuộc dạng Bạch Tuộc bình thường như cái con kia. Con kia giống như Raken đúng không? Nhưng mà Raken theo thiết kế này không có đẹp. Raken là phải ngầu. Raken này chưa có ngầu cho lắm. Raken này nhìn nó tiếu tiếu sao bạn ơi, nhìn nó dễ ăn hiếp. Đây tiếp tục nè. Nè khè đó nè, chuẩn bị khè nè, chuẩn bị khè nè. Chuẩn bị nè. Vô. Ui chưa chưa khè nữa ta. Khè cho anh, khè cho anh. Khè cho anh. Vô. Ui rút lại rồi. Nó rút lại rồi, tranh thủ khè để lấy máu. Khè mấy con này để lấy máu. Nó rút lại các bạn ơi. Nó rút lại rồi, nó khôn quá. Nó rồi, nó rồi, nó rồi, nó đâu rồi. Đây, trời ơi, mình gọi là rớt gì luôn các bạn ơi. Đây, đúng rồi, hay quá, cơ hội của mình tới. Bên này luôn, bên này luôn, bên này luôn, bên này luôn. Đấy, khè hai bên cho nó sợ. Đấy, đấy. Cái này là cái gọi là Mega Crush các bạn ơi. Cái này khè kinh khủng lắm. Ây da, ây da, đánh nào ấy. Nó tức các bạn ơi, nó tức rồi, nó đánh mình ghê quá. Đánh mình ghê quá, nó tức rồi. Nó tức rồi, nó tức rồi. Ai ai ai, tức thì cũng làm gì được nhau nào. Tức thì làm gì được nhau nào. Ê, cẩn thận. Cẩn thận. Ui da, còn miếng máu à. Còn miếng máu à, giúp đỡ. Giúp đỡ lương thực. Giúp đỡ lương thực, sắp nghèo rồi. Sắp nghèo rồi các bạn ơi. Giúp đỡ lương thực, giúp đỡ lương thực mấy con kia. Mấy con chuồn chuồn đâu hết rồi. Mấy con chuồn chuồn, mấy con chuồn chuồn. Mấy con chuồn chuồn đâu hết rồi. Đây. Rồi bây giờ mình lấy máu chứ các bạn ơi, mình khè nó một tí xong mình lấy máu rồi. Đấy, mình xém tí mình nghèo rồi các bạn thấy không? Căng chưa? Căng quá trời quá đất luôn. Thằng này á, mình sẽ chuyển qua đó là quý ông rồng Bạch Tuộc nha các bạn. Đấy, chọn quý ông đi. Cho đánh nhau, tại vì dù sao thì quý ông nãy giờ chưa ra lần nào hết. Cho ra luôn nè. Đấy, để xem coi là mạnh đến cỡ nào. Ui, mình quên gọi là đổi, gọi là tiệt chiêu cho rồng quý ông rồi. Thôi kệ đó, rồng quý ông này cũng được. Rồi bây giờ là lên tiếp nào. Để xem coi là con Bạch Tuộc này như thế nào. Nó còn miếng máu các bạn ơi. Đây, nó còn miếng máu à. Nó sợ mình lắm. Nó đâu có dám gọi là gáy với mình. Mình cho, à nhìn cái mắt của nó. nó gọi là nó gọi là nó yếu rồi, nhìn cái mắt của nó các bạn ơi. Nó đang gọi là bị mình đánh bầm dập rồi. Đây, cái trái ớt vàng. Ớt vàng các bạn thấy không? Mình vừa ăn vô một cái mình khè luôn các bạn thấy không? Dạ, bên này nữa, không có chừa. Chừa phải là phải hai bên. À, hồi nãy mình có ẹt vô rồi cho nên là mình có tiệt chiêu khè rồi bạn ơi. Mình tưởng mình không có tiệt chiêu khè chứ. Rồi. Cố lên nào, mình sẽ chiến thắng. Lần sắp xong rồi, sắp chiến thắng rồi. Sắp chiến thắng rồi, cố lên nào các bạn ơi. Còn nó còn một miếng máu nữa. Ý, nó mình đang đợi nó điên lên các bạn ơi, mình đang đợi nó điên lên. Cái mặt của nó ngu kìa. Ngu. Ngu quá rồi. Ấy, nó càng bự thì nó càng dễ bị mình gọi là bắt thôi. Không có gì hết. Ấy, mình ăn vô mình thức ăn mình lên nhiều các bạn ơi. Hình như tuyệt chiêu của quý ông rồng này là ăn hay sao ấy, ăn được tăng nhiều hay sao ấy. Mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà hồi nãy người ta có đợi mà. Đấy, tiếp tục kè đây. Tức lắm, tức lắm, tức lắm. Tức lắm mà không làm gì được. Đấy, rút giò lại rồi, rút cái giò. Ui, nó điên con kia. Ui, nó điên con, nó tái mình ghê bạn. Mình phải tiêu diệt được nó, mình mới chịu. Không tiêu diệt được, mình không chịu đâu. Bên này nữa, nướng là phải nướng cho đều. Ăn nó mới được chứ. À, rồi, nó tức rồi, nó tức rồi, nó tức rồi. Nó đang gọi là niệm chú gì đó. Kệ nó đi. Nó niệm chú, mình lo mình gọi là mình ăn mấy cái con này vô các bạn ơi. Đây, mình ăn mấy con này vô để mình tăng máu cho mình. Nó niệm chú gì kệ nó đi. Đấy, đấy. Các bạn có thể thấy là quý ông Bạch Tuộc cũng khá là ngầu quý bộ. Nói chung là lần này á, mình thấy là cái hình dạng của cái con rồng Bạch Tuộc này nè, tất cả đều đẹp nha. Tất cả đều đẹp. Chứ không phải là hả, có con xấu còn đẹp đâu. Tất cả cái con đều đẹp ấy chứ. Vậy nó mới ghê chứ. Ê. Ui, trời. Lẹ. Ăn vô. Khe. Ôi, còn một miếng nữa thôi mà không khè. Đùa nhau chắc. Khè nè. Tức rồi, hồi sinh khè luôn. Đấy, nướng cho hai bên luôn nè. Yeah, tiêu diệt được nó rồi. Yes. Woo. Làm gì nhau. Yeah, thắng rồi các bạn ơi. Rồi, mở ra coi có gì nè. Mở ra. Ui, yes.
Cuối cùng thì mình đã chiến thắng rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với sự mình cao, 30 mình cao. Nếu các bạn là fan chân chính muốn ủng hộ mình nhé. Thì vừa rồi mình đã mua con rồng mới nhất của Hungry Dragon trong bản cập nhật lần này, và mình đã tiến hóa hết tất cả những cái dạng của nó luôn. Đây là dạng của quý ông nè các bạn, nó tên là Dead Hulu. Còn cái dạng này là tên là Fiber là gì ta? Râu lửa hả? Đúng không? Rồi. Còn cái này là hả Itame gì đó, là hình dạng của gọi là hạ Nhật Bản các bạn à. Nói chung là các bạn thích hình dạng nào có thể bình luận ở bên dưới. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.